món ăn hại thận cần tránh ngay kẻo họa vào thân. Chào các bạn, tôi là Trường Sinh Hoài. Tôi tốt nghiệp Đại học Hà Nội và tôi có 18 năm kinh nghiệm trong bảng dược. Thận là một trong những cái cơ quan rất là quan trọng đối với sức khỏe và sự sống của con người. Thận có nhiều chức năng, trong đó được biết đến nhất đó là lọc máu và đào thải những cái chất độc vào nước tiểu giúp cho cơ thể thăng bằng. Thì thận sẽ phải hoạt động nhiều hơn để đào thải những cái sản phẩm chuyển hóa từ chất đạm giúp cho cơ thể thăng bằng này, kiềm toan, thăng bằng những ion dịch. Và đồng thời thì thận cũng giúp tổng hợp nhiều hormone quan trọng đối với sự sống. Bởi vì thận có chức năng quan trọng như vậy, cho nên hai quả thận của chúng ta được tạo ra, nó có cái khả năng là hoạt động bù trừ và cái tiềm năng cực kỳ lớn để nó hoạt động xuyên suốt trong cả quãng đời 100 năm của con người. Nhờ vậy thì có thể nói rằng nếu như bạn không có một cái bệnh lý nền, đặc biệt ấy là không có một cái bệnh lý nền về thận, thì một chế độ ăn thông thường này, những cái thực phẩm thông thường thì không có cái thức ăn nào được gọi là có hại cho thận cả. Những cái thức ăn mà chỉ có hại cho thận khi thứ nhất ấy là bạn có dị ứng với những cái thức ăn đó. Thứ hai là bạn ăn quá nhiều hoặc là quá dư thừa một hoặc là một nhóm các cái thức ăn. Cái việc mà ăn dư thừa đó nó sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của toàn thân và nó sẽ ảnh hưởng đến cái chức năng thận của bạn. Tuy nhiên ấy, là trong trường hợp bạn có một cái bệnh lý nền về thận hay còn gọi là tổn thương thận mãn tính hoặc là bệnh thận mãn ấy, thì chế độ ăn của bạn cần phải được kiểm soát rất là cẩn thận và tốt nhất là nên được các cái chuyên gia y tế tư vấn, bởi cái chế độ ăn sẽ có những cái loại thực phẩm thông thường rất là tốt cho sức khỏe. Thế nhưng mà nếu mà bị một cái bệnh lý về thận mãn tính thì ăn những đồ ăn đó sẽ có tác dụng xấu hay là thúc đẩy quá trình bệnh lý diễn tiến nặng hơn và thúc đẩy cái tốc độ mất chức năng của thận càng lúc càng nặng hơn, gây ra tích tụ chất độc và những cái chất chuyển hóa trong cơ thể gây nên cái biến chứng toàn thân. Ngoài ra ấy, thì cái kết và diễn tiến do thức ăn đó nó như thế nào còn khác nhau tùy thuộc vào cái giai đoạn đầu của bệnh lý thận mãn tính hay là giai đoạn bệnh thận tiến triển hay là giai đoạn cuối. Mà ở các cái giai đoạn bệnh thận khác nhau gọi là bệnh thận mãn, giai đoạn cuối phải dùng các cái biện pháp thay thế thận như là lọc máu, lọc màng bụng hay là ghép thận, thì mỗi giai đoạn sẽ có sự khác nhau tùy thuộc vào những cái bệnh nhân ở mỗi giai đoạn mà bác sĩ sẽ tư vấn những cái chế độ ăn phù hợp. Trong video ngày hôm nay ấy, thì dược sĩ sẽ sơ lược những cái chế độ ăn ở những cái bệnh nhân mà có những cái bệnh lý thận mãn tính. Thứ nhất là những cái đồ ăn mà có nhiều muối. Khi mà bạn ăn đồ ăn có nhiều muối thì thận sẽ phải làm việc vất vả hơn để cân bằng cái lượng natri ở trong cơ thể. Đồng thời cái chế độ ăn mặn có nhiều muối nó còn liên quan đến việc là tăng huyết áp, và tăng huyết áp lại là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn đến mất chức năng của thận, dẫn đến suy thận. Do đó thì các chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bệnh nhân một cái chế độ ăn gọi là ăn nhạt. Những cái thức ăn mà nó có nhiều muối thì nó sẽ không phù hợp. Những thức ăn có vị mặn như là tôm hay các cái loại mắm hay là những cái loại sản phẩm đóng hộp mà sản xuất ở quy mô công nghiệp thì thông thường sẽ thêm vào rất là nhiều muối, như là mì gói, thịt hộp, cá hộp, các cái loại bim bim hay là snack. Thì chúng ta nên tập thói quen đọc các cái thành phần dinh dưỡng xem cái thực phẩm đó có phù hợp với cái chế độ mà các cái chuyên gia y tế đã khuyên cho mình chưa nhé. Thực phẩm thứ hai là những cái thực phẩm mà chứa nhiều kali và phốt pho. Khi mà cái bệnh thận mãn của những cái bệnh nhân ở giai đoạn 1 tiến triển thì chức năng thận đã suy giảm đáng kể. Thế nên là bên cạnh cân bằng natri của thận thì cũng cân bằng cái lượng kali và phốt pho. Nếu như mà bệnh nhân ăn nhiều cái thực phẩm mà có nhiều các cái khoáng chất này sẽ dẫn tới tích tụ kali và phốt pho ở trong máu, gây nên các cái biến chứng. Những cái thức ăn mà nhiều kali như là ngũ cốc, yến mạch, còn nguyên cám hay là các cái loại đậu, những chế phẩm từ sữa hoặc là các cái trái cây thông thường rất là tốt cho sức khỏe, ví dụ như là cam, bơ, chuối, dưa lưới. Những cái loại mà trái cây sấy khô đều là rất là giàu kali, bình thường thì cũng ăn được. Nhưng mà đối với những bệnh nhân suy thận ấy hay là suy thận mãn tiến triển thì cũng nên hạn chế những cái thực phẩm mà có nhiều phốt pho như là đồ có ga, sô cô la, hải sản hay là các cái loại hạt, các loại ngũ cốc nó có nhiều phốt pho. Và những cái bệnh nhân mà bị bệnh thận mãn ở cái giai đoạn tiếp diễn phải lưu ý các cái nhóm thực phẩm này. Cái loại thực phẩm thứ ba, các cái bệnh nhân bị bệnh thận mãn cần phải lưu ý đó là những cái nhóm thực phẩm giàu chất đạm. Bởi vì khi mà bệnh nhân ăn những cái thực phẩm giàu chất đạm sẽ tăng cái gánh nặng cho thận và thúc đẩy lên cái quá trình suy thận, khiến mất chức năng thận nhanh hơn. Các cái chuyên gia y tế sẽ tư vấn cho bệnh nhân rất là cẩn trọng dựa trên các cái giai đoạn của suy thận, cái độ lọc
ở cầu thận và cái cân nặng hiện mà bệnh nhân có để tính ra cái khẩu phần ăn đạm phù hợp. Bởi vì nếu chỉ dựa vào lời khuyên là hạn chế các cái chất đạm thì rất là nguy hiểm. Thậm chí là những cái bệnh nhân mà bị bệnh thận mạn ở giai đoạn cuối đang cần phải lọc máu định kỳ thì cái quá trình lọc máu cũng sẽ gây ra thất thoát các cái chất đạm, rất là dễ bị suy dinh dưỡng. Ở những cái bệnh nhân này thì cần phải tính toán cái thành phần, đặc biệt là thành phần đạm trong khẩu phần ăn rất là cẩn thận. Trên đây thì dược sĩ đã liệt kê nhiều loại thực phẩm thông thường là rất là tốt cho sức khỏe, nhưng mà trên những cái bệnh nhân đã bị bệnh lý thận mãn tính thì lại tăng cái áp lực cho thận, thúc đẩy cái quá trình suy giảm và mất chức năng của thận diễn tiến ngày càng nhanh hơn. Cái mấu chốt ấy là thông thường thì ta không biết là mình có bị cái bệnh lý thận mãn tính hay không. Bởi vì bị bệnh thận ấy thì nó có thể có một cái diễn tiến rất là âm thầm và chúng ta không hề có một cái triệu chứng gì hết. Cho đến khi là bệnh lý đã trở nên nặng rồi, thậm chí bệnh thận ở cái giai đoạn cuối rồi thì lúc đấy mới đến các cái chuyên gia y tế. Và có nhiều trường hợp ấy là các em học sinh và sinh viên đột ngột cảm thấy là mình chỉ yếu, mệt đi và đi khám thì phát hiện ra là bệnh lý suy thận ở cái giai đoạn cuối. Vậy thì đó là một cái lời cảnh báo mà chúng ta không nên chủ quan, nên đi kiểm tra sức khỏe định kỳ, phát hiện sớm các cái bệnh lý, đặc biệt là những cái bệnh lý mãn tính như là bệnh thận mãn tính nếu có. Bởi vì khi đó ấy, thì cái chế độ ăn thông thường của chúng ta có thể trở thành cái gánh nặng cho thận. Khi mà chúng ta bị bệnh thận mà diễn biến một cách âm thầm mà chúng ta không biết được và nó sẽ trở nên nặng nề hơn nếu mà chúng ta không điều chỉnh ngay từ đầu. Rồi, video này cũng khá là dài rồi. Bạn nào xem đến đây thì comment cho dược sĩ được biết nhé. Chắc hẳn bạn đã rất là quan tâm đến sức khỏe của mình rồi. Dược sĩ chúc bạn luôn có một cái sức khỏe tốt, một cái cơ thể khỏe mạnh. Nếu mà bạn thấy video này hay và hữu ích, hãy theo dõi kênh của dược sĩ. Và nếu mà bạn đang có dùng thuốc thang nào bổ trợ cho sức khỏe thì bạn có thể nhắn tin hỏi dược sĩ để dược sĩ tư vấn cho bạn cái cách dùng làm sao cho hợp lý, hiệu quả và an toàn cho sức khỏe. Mà bạn thấy clip này hữu ích thì bạn hãy đăng ký kênh của chúng tôi để theo dõi thêm những cái clip về kiến thức sức khỏe hàng ngày.